Chào các bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay có những cái giỏ lan rất là đẹp. Đầu tiên đây các bác làm một giỏ phi điệp vàng. Phi điệp vàng các bác nhá, đang sưng trắng lụa nhá. Em đang thấy nó sưng lụa trắng này. Chuẩn bị hoa rồi các bác. Hoa phi điệp vàng các bác biết là nó đẹp như nào. Mã số 1 nhá, phi điệp vàng nhá. 250.000 đồng cho mã số 1 phi điệp vàng. Số 2 nhá, vẫn là phi điệp vàng nhá. Giỏ này có đôi 45 thân này. Mã số 2 250.000 đồng. Cũng đang sưng lụ trắng này các bạn, chuẩn bị hoa rồi. Cho mã số 2 nhá. Số 3 nhá, một giỏ phi điệp vàng nữa nhá. Giỏ này cái thân nó gập một tí nhưng nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Mã số 3 250.000 đồng phi điệp vàng cho mã số 3. Số 4 các bác nhá. Giỏ này thì thân dài. Mã số 4 280.000 đồng phi điệp vàng cho mã số 4. Phi điệp vàng. Chuẩn bị hoa các bác nhá. Đang thắt hết ngọn rồi. Cho mã số 4. Số 5 nhé, mời bác đến với một giò hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, đôi 46 thân này. Mã số 5 u lồi 250.000 đồng cho mã số 5 u lồi. Số 6 nhá, một giò u lồi nữa nhá. Giỏ này thân dài, đôi 45. Mã số 6 250.000 đồng u lồi nhá, cho mã số 6. Tiếp theo nhá, mời các bác đến với một giò đùi gà 5 canh trắng họng bã trầu các bác nhá. Một mặt hoa thì thuộc phải nói là xuất sắc. Mã số 7 nhá. Đùi gà 5 canh trắng họng bã trầu. Có 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 thân nhá. 8 thân vừa thân tơ vừa mầm gốc vừa thân già nhá là 750.000 đồng cho mã số 7. Đùi gà 5 canh trắng họng bã trầu ấy nhá. Theo bác nhá. Em có hôm nay có khoảng 2 cân kg tam thất đen với nhá. Các bác xem. Đấy. Đen chưa? Để em lấy móng tay em bấu ra. Chỗ này có khoảng 2 kg thôi. Tam thất đen các bác về có thể là hầm với nấu với canh hoặc là hầm với xương với thịt hoặc là ngâm mật ngâm rượu đều được nha các bác nhá. 2 kg tam thất đen. Em bán với giá là 900.000 đồng trên 1 kg các bác nhá. 900 1 kg tam thất đen. Đấy. Các bác về nấu với canh, nấu với hầm với xương rất là ngon. Mỗi bữa các bác chỉ cần một thỏi con thôi. Thỏi bằng một tí này thôi là các bác được một bữa canh rất là ngon rồi. 900 1 kg các bác nhá. Chỗ này có khoảng 2 cân thôi. Tiếp theo em có một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Vâng, bên nhà em thì vẫn bán thường xuyên và cũng rất là nhiều bác mua rồi. Và đây, các bác biết gì đó. Nhung hiêu các bác ạ. Nhung hiêu. Đấy, và em đã sơ chế làm cần rất là cẩn thận cho khách đây. Cặp này của em là 5 nạng. Các bác nào mua thì khoảng từ 3 đến 5 đến 7 nạng một cân hơn cân cũng đều có nhé. Triệu 2 hoặc triệu 3 tùy theo cặp to cặp bé. Cặp to thì nó rơi vào tầm triệu 2 hoặc triệu 2 50. Cặp bé này nó rơi vào triệu 3 một nạng các bạn. Các bác cần nhu cầu về nhung hiêu về để bồi bổ cơ thể cho sức khỏe mọi người thì các bác nên mua cặp mấy lạng thì ới em nhé. Tiếp tục thì em vẫn có sản phẩm đó là mật ong rừng. Đây là mật ong khoái thôi nhé. Các bác làm thuốc rất là tốt. 350.000 đồng một lít mật ong khoái như này. Và mật ong đắng thôi nhé. Mật ong đắng này là một loại ong đặc biệt rồi. Mật ong đắng này thì em chia sẻ bác là 700.000 đồng trên một lít.
cái con ong hoa thuốc phiện này thì rất là tốt. Bác nào bị da dày đại tràng ho hen, các bác nên sử dụng cái sản phẩm này cho em nhé. 700.000 đồng một lít nhá. Số 8 nhá, kiều. Đây là một giò kiều nguyên bản nhá, em đưa vào giỏ nhá. Mã số 8 100.000 đồng. Kiều vàng. Cho mã số 8. Số 9 nhá là một giò sơn thủy tiên hồng đen. Mã số 9 sơn thủy tiên hồng đen. 450.000 đồng cho mã số 9, mầm gốc đang lên này. Mã số 9, đây dễ xiên hết ra ngoài này. Mã số 9 450.000 đồng, sơn thủy tiên hồng đen quá nhá. Số 10 là một giò Van Dai Uyên Ương. Mã số 10 Van Dai Uyên Ương. 250.000 đồng cho mã số 10 Van Dai Uyên Ương. Giò hoa này thì rất là thơm. Số 11 nhá, một tác phẩm Quế Hòa Bình thôi nhá. Một cây thẳng tuột lên như này. Bản lá gần 5 sen nhá. Mã số 11 Quế Trắng Tháng 8. Bao nhiêu nhỉ? Cái này còn đang nhăn nhá. Một lửa giò đang bắt đầu báo nhăn rồi. Giò này bác nào yêu thì 1.800.000 đồng nhá. Cho mã số 11. Số 12 nhá là một giò kiều vàng. Mã số 12 kiều vàng. 250.000 đồng. Mã số 12 kiều vàng. Tiếp theo nhá, mã số 13 nhá. Là một giò Van Dai Uyên Ương tiếp nhá. Dòng này thì hoa Tết, hoa trắng và hoa thì quá thơm. Mã số 13 Van Dai Uyên Ương 250.000 đồng. Cái này vừa nguyên bản vừa thuần quá nhá. Cho mã số 13. Mã số 14 nhá, một giò nhạn 4L nhá. Lá xếp rụt rịt như này nhá. Mã số 14 500.000 đồng. 4L. Số 15 nhá, kiều mỡ gà nhá, đang lụ nhá, đang có thân này đang 3 lụ, thân này 3 lụ là 6 lụ này. Đấy. Mã số 14 kiều mỡ gà. 280.000 đồng cho mã số 14 kiều mỡ gà. Số 15 nhá, một giò kiều mỡ gà nữa, giò này thân dài này. Mã số 15 320.000 đồng kiều mỡ gà cho mã số 15. Số 16 nhá. Tam bảo sắc Lai Châu. Hoa trắng tím nhá. Như thế này nhá. Mã số 16 220.000 đồng kiểu tam bảo sắc Lai Châu. Mã số 17 một giò tam bảo sắc nữa này. Mã số 17 220.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu các nhá, dòng hoa này rất là thơm. Mã số 19 nhá. Một giò phi điệp vàng như này nhá, đang thắt ngọn rồi. Chuẩn bị hoa này các nhá. Mã số 19 850.000 đồng cho mã số 19 phi điệp vàng. Số 20 nhá, một giò quế trắng tháng 8 đang có đôi 45 thân. Mã số 20 quế trắng tháng 8 500.000 đồng. Mã số 20. Số 21 là thanh đạm sữa nhé. Hòa thơm mùi sữa các bạn, rất là thơm. Mã số 20 200.000 đồng thanh đạm sữa. Số 20.
21 là một giò sơn thủy tiên nhá. Mã số 21 sơn thủy tiên. 450.000 đồng, mã số 21 sơn thủy tiên. Số 22 nhá, một giò cáo Lai Châu nhá. Hoa rất là tím luôn, phân nhánh như này nhá. Mã số 22 cáo Lai Châu. 650.000 đồng. Đấy, các bác nhìn hoa đẹp chưa? Đấy, dòng cáo Lai Châu nó hoa rất là đỉnh cao luôn. Bác nào mà sưu tầm cáo trắng thì ở em nhá. Số 23 nhá, một giò hạc vĩ thiên cung như này nhá. Mã số 23 hạc vĩ thiên cung. Mấy chục thân hoa luôn, thân tơ này. Mỗi số 23 280.000 đồng. Mã số 24 nhá, vẫn là hạc vĩ thiên cung nhá. Cũng 280.000 đồng, mã số 24. Hạc vĩ thiên cung. 25 nhá, đen dô tím nhật. Mầm gốc đang bắt đầu bung ra các bác này. Mã số 25 350.000 đồng, đen dô tím nhật. Mã số 26 nhá, một bảng quế trắng tháng 8, giò này có đôi 4 6 3 này, 6 này, 7 8. Có 8 cây nhá, 9 cây nhá. 10 cây nhá. 11 cây, cả cây bé 12 cây. 13 cây. Cả cây bé là 13 cây các bác nhá, 13 ngọn nhá. Mã số 27 450.000 đồng. Quế trắng tháng 8. Số 28 nhá, một giò cáo Lai Châu tiếp này nhá. Giò này hết hoa rồi các bạn. Mướt mần mượt luôn. Có đôi 45 cây. Mã số 28 450.000 đồng cáo Lai Châu nhá. Số 29 nhá, là một giò năm cánh trắng Phú Thọ nhá các nhá. Hoa này. Hoa này giờ bác yên tâm rồi nhá, chuẩn hoa chuẩn giống nhá. Mã số 29 năm cánh trắng Phú Thọ 350.000 đồng. Đang có 1 2 3. 3 thân đang có lụ nhá, 4 thân nhá. Và một thân ngắn nữa. Bác nhìn này, cái con của nó này. Lá xoáy tít bốn chục quanh luôn nhá. Cho mã số 29 nhá, 350. Ba mươi nhá, là một giỏ kiếm, hoa rất là sáng, bản lá hơn 5 sen nhá. Để bác nào sưu tầm kiếm thì báo em nhá. 250.000 đồng, mã số 30. Ba mốt vẫn là thanh đạm sữa nhá. Đây hoa ở đó đây các bác, thơm mùi sữa nhá, mấy chục thân hoa luôn. Mã số 31 200.000 đồng. Số 32 nhá, là một giò kiều vung lộc bắc, mã số 32 kiều vung lộc bắc. 320.000 đồng, mã số 32 kiều vung lộc bắc. Mã số 33 nhá, là một giò chồn Lai Châu. Chồn Lai Châu như này nhá. Mã số 33 250.000 đồng. Chồn Lai Châu. Mã số 34 nhá, một giò chồn tiếp theo nhá. Cũng 250.000 đồng. Mã số 34. Ghép lũa các bác nhá. Mã số 35, tóc tiên hương dừa. Một dòng hoa rất là thơm, 180.000 đồng. Cho mã số 35. 36 nhá, là một giò kiều vuông lục bắc. Mã số 36. 200.000 đồng. Anh lý cho bác cái giò này luôn. Mã số 36. Lên một siêu phẩm nhá. Sơn thủy tiên hồng lâu nhá. Mã số 37 nhá. 1.500.000 đồng, sơn thủy tiên hồng lâu nhá.
Cái này có mặt hoa hỏng lâu nhá. Cái mã số 37. Số 38 nhá, một giọt đen dâu tím nhạt nhá, dòng hoa Tết nhá. Mã số 38. 1.200.000 đồng. Mầm gốc nó đang lên như mạ các bạn. Đấy, các bác sưu tầm thì dạo này chơi hoa, cái dòng này dễ hoa phết, làm hoa quanh năm được các bạn. 1.200.000 đồng, mã số 38. 39 nhá, cuối tháng 8 siêu phẩm này. Mã số 39. Một mẹ 6 con. Nguyên bản nhá. Quế vào bình luôn nhá. Mã số 39. 2.800.000 đồng. Mã số 30, tam bảo sắc Lai Châu. Có 5 ngọn này, mã số 30, 180.000 đồng. Mã số 30, tam bảo sắc Lai Châu. Số 31 nhá, tam bảo sắc Quế nhá. Mã số 40 nhá. Mã số 40, Quế trắng tháng 8, 350.000 đồng, mã số 40. Số 41 nhá, là một giò vôi trắng tinh nhá. Này vôi rừng, vôi đã lở hoa tại vườn. Mã số 42. 750.000 đồng cho giò vôi trắng tinh này nhá. Số 43 là một giò đùi gà tròn Lai Châu. Thân thủ to mập nhá, mầm gốc như mạ luôn. Mã số 43. 250.000 đồng, mã số 43, đùi gà tròn Lai Châu. Mã số 44 nhá, quế trắng tháng 8, 3 cây đẹp như này nhá. Mã số 44, 350.000 đồng, quế trắng tháng 8. Một giò hài đuôi công nhá. Mã số 45, hài đuôi công 180.000 đồng. Hoa là như đuôi con công nhá các bạn. Cho mã số 45, hài đuôi công. 46 nhá, là một siêu phẩm, siêu phẩm chồn Lai Châu các nhá. Giò này quá chất luôn các bạn. Nhìn này. Đấy, bản lá rất là to. Bản lá gần 5 cm đấy các bạn. Mã số 46, giò này bác ấy yêu thì 1.800.000 đồng nhá. Chồn Lai Châu. Dáng hương nuôi chồn Lai Châu. Có đôi 4, 6, 8, 9 cây nhá. Cây nó rất là chất các bạn, nhìn lá nó to như này các bạn. Lá to, lá dày nhá. Mã số 46, 1.800.000 đồng. Chồn Lai Châu. Mã số 47 nhá, là một giò kiều trắng nhá. Mã số 47 kiều trắng tinh. 450.000 đồng cho mã số 47 kiều trắng. 48 nhá, một giò tam màu sắc, giò này đẹp chưa đây. Mã số 48, 250.000 đồng. Dáng hương tam màu sắc. Số 49, một giò cáo Lai Châu tiếp này, 3 cây. Mã số 49 cáo Lai Châu. 250.000 đồng. Mã số 49 cáo Lai Châu. Tiếp theo mời bác đến một siêu phẩm đùi gà tròn Lai Châu nhá. Cái này là ghép trụ các bác nhá, ghép trụ các bác nhìn này. Đấy. Trụ này trụ dớn cao 1m1, đường kính 20. Ghép 4 chung quanh. Siêu đỉnh luôn. Đây nha, các bác nhìn từ gốc của nó lên ngọn này. Từ gốc của nó lên này. Đây lên trên ngọn nhá. Trụ này em ghép hết 15 cân giống nha, 15 cân giống. Đường kính của gốc của nó 20 nhá. Bên trên nó vẫn phải còn trụ dớn này, bên trên nó vẫn phải còn tầm 15 17 phân. Trụ đùi gà tròn Lai Châu như này nhá. Bác nào yêu thì 5 củ nhá. Tiếp theo mời bác đến với một giò quế nhân, quế trắng tháng 8 nhá. Bản lá càng ngày càng to các bạn, nhìn này.
Rụt rịt vào. Bây giờ nó cứ ra con nào là nhăn con đấy nhá. Ra con nào là nhăn con đấy. Con còn cứ ra là nhăn. Đây. Nhăn tít luôn. Cười mẹ nhăn tít à. Giò này là trụ lũa như này nhá. Lũa đỏ dảo. Một mẹ 5 con và 5 cháu nhá. Cây này nó bị cây con này nó bị gãy ngọn nên nó đẻ được 5 con. Thế nên em mới bảo là một mẹ 5 con 5 cháu. Giò này bác nào yêu thì 4.500.000 đồng nhá. Quế trắng tháng 8. Một mẹ 5 con 5 cháu nhá. Tiếp theo là gà hơm mông đen quá nhá. Đấy, bác nào ăn gà hơm mông đen báo em nhá. Thịt đen xương đen nhá. Thịt đen xương đen. Màu đen xì quá này. Gà mông đen. Trông rất là ngon luôn. Gà này các bác luộc ăn thì thôi rồi, tuyệt vời luôn nhá.